Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về các bạn dự án Elon City. Đây sẽ là một dự án về cung cấp thông tin dữ liệu trên thế giới, năng lượng trên thế giới một cách miễn phí. Elon City sẽ phân cấp cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi thành hàng triệu vi sinh vật tự cấp. Năng lượng sẽ được sản xuất tại địa phương gói sẵn 24/7 và cạnh tranh trực tiếp với các tiện ích. Về giá năng lượng sẽ trở nên minh bạch cho tất cả. Người ta có thể sử dụng các công nghệ mở cửa bởi Elon City để tạo ra điện hầu như miễn phí để chúng ta có thể điện hóa thế giới bằng năng lượng sạch. Đây là mục tiêu mà Elon City đang hướng tới. Dưới đây sẽ là video giới thiệu về dự án Elon City. For all the past 100 years, we have been the firm believers that renewable energy is our future. However, the conventional energy is still our primary source of energy. What has stopped our energy industry prevent renewable energy from becoming the primary source of energy into millions of self-sufficient microconsumers? Rồi, dưới đây sẽ là những thông tin về dự án Elon City. Đầu tiên sẽ là hệ thống thương mại dựa trên blockchain và thuật toán AI. Các hệ thống thương mại dựa trên blockchain sẽ làm cho thương mại năng lượng minh bạch, trong khi thuật toán AI sẽ tìm giá thị trường công bằng trong thời gian thực như là một bảng giá trị có thể tham chiếu. Về hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng với các công nghệ IoT cân bằng với nhu cầu nguồn cung cấp năng lượng và tái tạo được sản xuất tại địa phương. Việc chuyển đổi DC Power Plus sẽ có, đây là mạng cuối cùng giúp loại bỏ vĩnh viễn. Thiết bị trực tiếp hiện tại, các thiết bị mới được điều khiển bởi DC, loại bỏ việc chuyển đổi năng lượng lặp đi lặp lại của cải thiện khả năng cạnh tranh của năng lượng tái tạo được sản xuất tại địa phương. Và bằng chứng về sức mạnh được lưu trữ, chương trình khai thác nào mới làm cho tài sản tài chính của ESS được đầu tư phân cấp. Về thông tin về dự án, các thông tin thương mại dựa trên blockchain sẽ làm cho thương mại năng lượng trong suốt. Đây là sơ đồ của dự án. Mạng lưới dạng cuối hiện tại thông minh sẽ loại bỏ các phần giá vĩnh viễn. Đối với các thiết bị hiện tại, thực trực tiếp sẽ loại bỏ việc chuyển đổi năng lượng lặp đi lặp lại và cải thiện khả năng cạnh tranh của các năng lượng tái tạo được sản xuất tại địa phương. Cấu trúc chuỗi phân cấp sẽ cho phép dòng năng lượng bao gồm các microgrid, bao gồm EV Charging và Deep Charging. Mạng lưới dạng cuối hiện tại thông minh. Đây là về phần sơ đồ đầu tiên. Dưới đây sẽ là roadmap của dự án. Quý 4 năm 2014 thì chương trình thành lập để phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng pin cho tối ưu hóa nguồn cung và nhu cầu điện của địa phương, cho phép sử dụng nhiều hơn năng lượng tái tạo. Quý 3 năm 2015 thì sản phẩm đứng số 1 của PET và đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Thử nghiệm thị trường đầu tiên ở Arkansas, Bắc Mỹ. Quý 1 năm 2016 phát triển thương mại sản phẩm iPad, PET Punk Play thân thiện với người dùng cho thị trường gia đình và nhà máy điện ảo VPP dựa trên PET thông minh đã được chứng minh. Quý 2 năm 2016, Arkansas thử nghiệm thị trường đại chúng ở Bắc Mỹ. Quý 4 năm 2016 thì ra mắt sản phẩm PET lần thứ 2, Arkansas Light, bắt đầu phát triển thị trường ngoài lưới điện, khu vực thiếu điện lưới. Bắt đầu phát triển PET LED Rero với các ứng dụng ngoài lưới. Quý 3 năm 2017 thì phát triển bản demo của LED Rero ở các khu vực ngoài lưới thực tế. LED Rero thì đã quản lý thành công và tối ưu hóa các nguồn năng lượng phi tập trung, ví dụ như lưới điện, năng lượng mặt trời và máy phát điện. Và dự án thì có các lộ trình rất là chi tiết qua các thời gian. Đến hẳn quý 4 năm 2022 sẽ phát triển nhà cung cấp thứ 1000 được ECTP chứng nhận hỗ trợ và sẽ có khoảng 200V được bầu làm tiêu chuẩn đề xuất, và LFPA sẽ tiến hành kiểm tra an toàn đối với đầu lối 200VDC. Dưới đây sẽ là những đối tác tham gia vào dự án Elon City như là BCU, Amplon, Capti, Upblock, Spidermire, Tokenit. Về dự án này thì đang có ví dụ như dự án Crystal Group là một công ty tư vấn hàng đầu
cung cấp các dịch vụ tiếp thị blockchain chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng trên toàn cầu. Dưới đây đó là đội ngũ team của dự án Elasticity. Ông Andy Lee là giám đốc điều hành của dự án và cựu CTO của ChinaJet. Ông thì đã làm việc ở trung tâm dữ liệu trực tiếp đầu tiên ở Trung Quốc và ông là kiến trúc sư cho nhiều mạng lưới Internet ở châu Á, Mỹ khi làm việc với Cisco với tư cách là kỹ sư chính. Ông Michael Nguyễn, ông đã có 30 năm trải nghiệm trên nhiều ngành công nghiệp từ các chương trình phi lợi nhuận, chương trình năng lượng tiên tiến và chương trình cho nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin. Ông hoạt động sản xuất quốc tế và phát triển thị trường. Mai thì đã nắm giữ 17 bằng sáng chế và 4 giải thưởng công nghiệp về đổi mới công nghệ. Rồi ông Ritin Hạ Khoang là giám đốc sản phẩm. Ông Rewarduli Liu là giám đốc tiếp thị ở khu vực châu Mỹ. Ông Pensu là giám đốc kỹ thuật phần mềm. Ông Dunping Rao là kỹ sư phần cứng quản lý. Và rất là nhiều thông tin đội ngũ khác. Dưới đây sẽ là đội ngũ cố vấn của dự án. Trên đây là những thông tin về dự án Elasticity. Đây sẽ là một dự án rất là hấp dẫn và thú vị trong tương lai, giúp mọi người có thể khai